không thể chịu được. Theo một cuộc khảo sát mới đây cho biết, tỷ lệ người già mắc các bệnh mãn tính ngày một nhiều, dẫn đến thời gian điều trị dài ngày và chi phí tốn kém, gây quá tải lên hệ thống y tế. Ông Peter, ông đã khỏe lại rồi sao? Cảm ơn ông, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Hôm trước tôi có nghe bà nhà bảo, ông bệnh lần này trở nặng khó lòng qua khỏi. Điều gì đã khiến ông hồi phục được như bây giờ thế? Chuyện là như thế này. Phải xin lỗi gia đình, hãy nói chuyện với ông ấy lần cuối đi ạ. Trời ơi, anh thân yêu ơi, anh đỡ lòng nào bỏ lại em trên cõi đời này. Em đừng quá đau buồn, ai rồi cũng đến lúc phải chết. Không, làm sao em có thể sống trên cõi đời này mà thiếu anh được chứ? Em sẽ đi theo anh luôn. Ông trời ơi, đừng có làm như thế. Em hãy để cho anh có lúc được nghỉ ngơi chứ. Mọi chuyện là như vậy đấy. Nếu không có bà ấy, chắc giờ tôi đã không ngồi đây nữa rồi. Ôi trời ạ. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, nữ ca sĩ Suri mới đây đã chính thức đệ đơn ly hôn chồng mình là tài tử Jimmy. Thưa ca sĩ Suri, hiện khán giả đang rất hoang mang về tin cô ly hôn với chồng của mình. Cô có thể đưa ra thông tin chính thức về vụ việc này được không ạ? À, đúng như thế. Chúng tôi đã ra tòa tuần trước và chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống. Vì nguyên do gì mà hai người lại quyết định ly hôn? Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi được không ạ? Anh ấy đã không hề chung thủy với tôi như đã hứa lúc xưa á. Suri, em hãy đồng ý lấy anh nha. Anh phải hứa cả đời này sẽ không yêu ai ngoài em mới được. Anh nguyện thề sẽ chung thủy với em suốt kiếp này luôn. Vậy đó, anh ấy từng thề non hẹn biển như vậy với tôi, thế mà giờ anh ấy đã phản bội lời thề đó. Vậy bây giờ anh ta yêu ai hơn cô vậy hả? Anh ấy yêu bố yêu mẹ anh ấy hơn tôi á, làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện đó được chứ? Thời gian gần đây, các ca ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng đột biến, khiến các bệnh viện quá tải do số lượng người bệnh cấp cứu tăng cao. Anh làm sao mà bị đau bụng thế này? Tôi không biết nữa. Từ lúc ăn tối xong tự dưng bụng tôi đau quằn quại, không sao chịu nổi luôn. Có phải anh đã ăn thức ăn ôi thiêu, nấm mốc không? Dạ không phải thưa bác sĩ. Nguyên liệu của tôi nấu tươi ngon 100% mà. Hay là anh đã bị dị ứng thức ăn nào đó rồi? Dạ không, tôi chưa từng có tiền sử bị dị ứng bao giờ. Thế thì chỉ có khả năng là do anh nấu vội vàng nên thức ăn chưa chín. Không thể nào thưa bác sĩ, tôi đã nấu đúng như sách dạy nấu ăn hẳn hoi. Một cân nguyên liệu ứng cho hai người ăn, trong khi mình lại chỉ có một người. À đúng rồi, mình giảm xuống nửa cân là vừa với một người. Rồi thời gian nấu cũng cắt đi một nửa là xong. Vậy đó thưa bác sĩ, tôi đã nấu đúng như sách chỉ dẫn mà. Ôi trời ạ, anh cắt thời gian nấu xuống một nửa thì đau bụng là đúng rồi còn gì nó. Tại trung tâm hội nghị Dossier, khóa học tình yêu và hôn nhân của chuyên gia tâm lý Oriana được học viên thích thú đón nhận. Cây ba, hôm nay cậu sao vậy? Mới hôm trước tôi còn thấy cậu hí ha hí hửng vì có được người yêu ngay sau khi tham gia khóa học gì đó ở chuyên gia tâm lý nổi tiếng mà. Tôi vừa chia tay rồi. Chia tay hả? Sao mà nhanh vậy? Chẳng phải cậu bảo cả hai rất hợp nhau sao? Lúc nào cũng có nhau như hình với bóng. Không, tôi không thể nào yêu được loại người như vậy. Nào, cậu bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cậu thấy thế nào, nói cho tớ nghe. Lười giải thay, bừa bộn, tính tình lúc nắng lúc mưa, thiếu kỷ luật và không nói lý lẽ. Hả? Có kiểu người như thế hả? Thiệt là tệ quá. Chẳng phải cậu gặp bạn ấy ở khóa học tình yêu và hôn nhân đó sao? Tớ cứ nghĩ đối tượng ấy cũng phải rất tốt, cậu mới có thể vừa gặp là yêu ngay á. Đúng, tớ yêu ngay khi nghe chuyên gia tâm lý Oriana bảo nên học cách yêu bản thân.
bạn sẽ tự khám phá ra mình tuyệt vời như thế nào. Là như vậy hả? Mà tớ cứ tưởng à. Trời ơi, vậy cậu đã cảm thấy tuyệt chưa? Không không, không tuyệt, một chút cũng không luôn. Từ ngày học cách tự yêu chính mình, tôi đã phải tự chia tay mình tận 6 lần một tuần vì tính khí thất thường và những thói quen không đỡ nổi của tôi. Tôi chẳng thấy mình tuyệt vời ở điểm nào cả. Làm sao mà có thể tự yêu bản thân mình như thế được chứ? Chuyên gia tâm lý gì, vớ vẩn quá. Hả? Trời ơi. Vừa rồi, rất nhiều người dân đã đổ về thành phố biển Delhi để du lịch, khiến cho các chuỗi khách sạn ở đây đều trong tình trạng quá tải. Dạ, xin chào quý khách. Khách sạn còn phòng không? Tôi muốn thuê phòng. À, dạ, rất tiếc thưa quý khách, khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi ạ. Ồ, xin cô hãy xem xét. Sáng giờ tôi đã đi khắp thành phố này mà chỗ nào cũng hết phòng, chỉ còn chỗ này thôi. Nếu không còn phòng nữa thì đêm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường đó. Dạ thôi được rồi. Tôi còn một phòng đôi mà mới chỉ có một người đến thôi ạ. Anh có thể ở ghép cùng với người đó. Tuy nhiên anh ta có tật ngáy rất là to. Những người trước đó ở ghép cùng đã không thể chịu được. Anh biết là... không thành vấn đề. Chỉ cần có chỗ cho tôi ngủ là được rồi. Dạ, chào quý khách. Đêm qua quý khách ngủ có được không ạ? Một đêm rất ngon giấc. Chưa bao giờ tôi thấy ngon giấc thế này hết trơn á. Hả? Không vấn đề gì với anh ngáy to kia hả anh? Ôi, anh thật là tài á. Khi tôi vào phòng á, anh ta đã trên giường và ngáy khò khò rồi. Đúng là ngáy rất to, không thể chịu nổi. Vậy á, anh đã làm cách nào mà hay quá vậy? Tôi chỉ nhẹ nhàng đến gần anh ta, thơm vào má anh ta một cái rồi nói: ngủ ngon nha cưng. Anh ta phải ngồi bật dậy để canh chừng tôi cả đêm, tôi mới được ngủ ngon thế đó chứ. Hả? Trời. Hội nghị thượng đỉnh đàn ông thường niên đã long trọng diễn ra tại thành phố Serut, thu hút rất đông người đến tham gia. Xin chào tất cả mọi người đã đến tham dự hội nghị thượng đỉnh đàn ông được tổ chức thường niên của chúng ta ngày hôm nay. Đến dự hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay có sự tham gia của nhà tâm lý học Michael Phillips. Các vị ở đây có điều gì khúc mắc không? Nhất là trong chuyện vợ chồng, tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho các vị. Tôi có chuyện này muốn xin chuyên gia tư vấn. Cứ mỗi lần cãi nhau với vợ, chả hiểu sao lần nào cuối cùng cũng đều là tôi sai. Xin ông hãy tư vấn cho tôi. Điều này... Trời ơi, chú kém quá đi. Lần nào cãi nhau, vợ tôi cũng phải nhận sai trước đó. Hả? Thật phải sao? Thật là khó tin mà. Chắc là anh ta chém gió đó, chứ làm gì có chuyện đó chứ. Tôi thề luôn, lần nào cũng vậy. Cãi được một hồi là cô ấy ôm đầu ủ rũ than vãn. Là tôi sai, nhẽ ra hồi đó tôi không nên lấy ông ấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.